Xin chào, kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin đầu tuần với Dũng Hôm nay là ngày thứ hai, 6 tây tháng 3 Năm 2003, xin chào anh Hồ Văn Xuân Nhi Vâng thân mến, chào anh Đỗ Dũng Và một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý khán giả đài SPTN Thưa quý vị à, Cuối tuần vừa qua Có cái, cái gọi là đại hội bảo thủ Gọi là CPAC được tổ chức Tại khách sạn là uh, Marriott Harbor Ở tiểu bang Maryland Nói Maryland cho nó giáp ngày thủ đô Washington D.C. tên nằm ngay kế bên bờ sông Potomac. Đây là đại hội hàng năm do những người bảo thủ tổ chức và năm nay có sự hiện diện của cựu Tổng thống Donald J. Trump. Có thể nói đây là cái đại hội của ông bởi vì những cái đối thủ mà lớn của ông, đối thủ mà gọi là dữ dội như ông Ron DeSantis hay là ông Mike Pence à, không có mặt. Và ở đây sau đại hội thì người ta có một cuộc bầu cử đó gọi là straw poll. À, tức là điểm danh xem coi là ai là coi như là được ủng hộ mạnh nhất thì ông Trump được tới 60 trong khi ông Ron DeSantis chỉ trưởng 20 mà ông không có dự ở đây ông không có dự ở đây không có nghĩa là người ta quên ông người ta vẫn nhớ ông bởi vì ông đang là một ứng cử viên gọi là cũng sáng giá và có thể thắng ông Trump luôn và người ta cũng biết là ngày hôm sau là ngày chủ nhật ông Ron DeSantis có bài diễn văn cũng nảy lửa ở tại thư viện Ronald Reagan Library ở tại Simi Valley bên California chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên với anh Hồ An Nhi. Vì sao mà ông Trâm thắng lớn như vậy? Tôi, 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 lấy làm lạ là như thế này nhá. Thăm dò dư luận đó. Chung đó là nếu mà có trên hai ứng cử viên. Tức là ông Trâm, ông Ronald DeSantis và những người khác nữa. Thì ông Trâm bây ông thắng hết. Và mới đây nhất. Người ta thăm dò thử năm sáu người. Thì có cả ông Trâm, cả ông Ronald DeSantis Thì ông Trâm được tới 52%, ông Ronald Santis 28% còn những người còn lại là dưới 10% từ single digit number nhưng mà trước đây những cái mà thăm dò dư luận đó, nếu mà hai người không giống trầm vọng đề san tít thì ông đề san tít hơn nha à. À. nhưng mà tại sao ở cao bách này ông đề san tít lại thua nặng tới 40 điểm xin anh giải thích dạ yeah, vâng kính thưa quý vị trước hết nói chúng tôi sẽ nói thêm về cái xeback là conservative political action conference À, đây là một cái đại hội tổ chức hàng năm hai hoặc ba lần và thường vào những cái năm bầu cử thì họ có thể tổ chức đến ba lần. À năm 2022 vừa qua thì họ làm hai lần, một lần tại Texas và một lần tại Florida và năm 2023 này thì họ bắt đầu cái thứ nhất vào tại Maryland. À, đây là một cái đại hội của những người à, hoạt động trong cánh bảo thủ và những người mà đi về giữ những cái đại hội này thường cũng là những cái tay to mặt lớn là những viên chức dân cử dù ở cấp địa phương nghị viên hay là dân biểu nghị sĩ tiểu bang hoặc là những người hoạt động tích cực trong đảng và họ thường thường là những người gọi là rất là diều hâu à, những cái thành viên mà tham dự những đại hội này là những người có khuynh hướng rất là cực đoan à, và rất diều hâu rất mạnh À, nhưng mà không phải ai à, nhận mình là conservative là bảo thủ đều có quyền tham dự cái đại hội này đây là một đại hội mà những thành viên những đại biểu được mời về tham dự có sự lựa chọn của những tổ chức à, à, bảo thủ trong đảng cộng hòa họ gửi người đi và những cái thành viên tham dự này thường phải tự túc hết tiền bạc và ăn ở khách sạn là họ phải tự lo thành ra họ là những người rất quyết tâm rất là nhiệt quyết với đảng với cái những cái lập trường chính trị những cái khuynh hướng bảo thủ mà họ ủng hộ và về đây thì họ được nghe những cái viên chức dân cử của đảng cộng hòa những nhà chính trị gia uh, tên tuổi những khuôn mặt lớn đó là những năm bầu, uh, thường là họ mời những cái người mà uh, có triển vọng trở thành những ứng viên tổng thống uh, trong vòng sơ bộ của đảng làm để là cơ hội cho họ trình bày về cái lập trường quan điểm và đồng thời lấy thăm giới ý kiến về cái đường lối của họ có được sự ủng hộ của giới bảo thủ hay không. Thì đối với Donald Trump thì Si là một giống như tiếng Mỹ gọi là darling của Donald Trump. Đây là cái hội nghị cái đại hội mà hầu hết những thành viên tham dự đều là những người ủng hộ Trump rất là tích cực. Thậm chí từ năm 2016 tới nay, thì mỗi năm thành những cái lực lượng mà những nhà hoạt động mà về dự cái hội nghị này đều là người ở những cái nhóm, những cái tổ chức của ủng hộ trump những người mà không ủng hộ trump hoặc là không có một cái khuynh hướng conservative tiếp bảo thủ một cách cực đoan như jeff Bush, hay là những vị thống đốc nghị sĩ mà không có cực đoan bảo thủ nghĩa là đúng mức đúng ở điểm mà thành phần bảo thủ họ mong muốn sẽ không được mời về dự này và kể cả những cái thành viên tại những cái đại hội này họ chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và đồng thời họ cũng là cái cơ hội cho những thành viên và những nhà dân cử họ gặp gỡ để Network với nhau và tạo cái sự liên hệ với nhau thì cái chuyện mà Donald trump được sự ủng hộ đa số của những cái lần si như vậy không có gì ngạc nhiên bởi vì ai cũng biết là coi như Donald Trump đã là ôn cái những cái tổ chức trong cái khối bảo thủ này bởi vì đây là những cái thành phần gọi là bảo thủ rất là cực đoan và trong đảng công qua cho tới ngày hôm nay không có người nào mà được giới bảo thủ cực đoan họ yêu mến nhiều hơn Donald Trump và những cái người giữ đại hội này đều là người của ông Trump. Tuy nhiên, có những cái phân tích, uh, nhận định người ta phải để ý là trong cái bài diễn văn chánh gọi là keynote uh, speech của Donald Trump tại Cebec ngày hôm thứ bảy, thì uh, cái phòng uh, trong cái uh, uh, trong cái đại sảnh mà để nghe ông nói chuyện, đáng lẽ là có khoảng 2.000 đại biểu tham dự, nhưng mà người ta ghi nhận có rất nhiều hàng ghế trống. Uh, và đến nỗi ông cựu thống đốc Chris Tristan của tiểu bang New Jersey là một người mà những năm sau này thường chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump đã nhận định rằng chỉ có half room ở trong cái phần này thôi, chỉ có phần nữa. Và những người có mặt trong đó họ đã bỏ phiếu để mà lựa chọn cái người mà được ưa thích nhất, những người mà được giới bảo thủ ưa thích nhất. Những cái lá phiếu này không có quyết định trong cái cuộc bầu cử sơ bộ, bởi vì bầu cử sơ bộ là dựa tính trên những cái uh, cuộc bầu cử tại những cái tiểu bang uh, của nội bộ đảng, uh, tại những tiểu bang, chứ còn đây chỉ là một cái sự thăm dò ý kiến, chứ không có nghĩa rằng người được vote uh, nhiều phiếu nhất uh, trong cái đại hội của giới bảo thủ đảng Cộng Hòa sẽ đương nhiên trở thành ứng viên của đảng Cộng Hòa. Thì Donald Trump được 62%, có người, nhiều người không ngạc nhiên, đây là một cái chuyện rất là bình thường, nhưng mà người ta ngạc nhiên là vì à, lẽ ra ông phải được 8 90 bởi vì hầu hết những người đến tham dự này, họ đều là người của cựu tổng thống Donald Trump. Đến nỗi mà khi bà Nikki Haley lên nói chuyện, bà đã bị la hét, bị à, à, phản đối vì bà hiện giờ là ứng cử viên duy nhất ngoài Donald Trump trong cái cuộc tranh cử sơ bộ này và khi bà lên diễn đàn thì những người ủng hộ Trump đã lo cái đại hội này đã vắng mặt rất nhiều nhân vật quan trọng mà sẽ là ứng viên của tổng thống trong năm trong vòng sơ bộ cho đảng cộng hòa năm 2024 như là thống đốc Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, rồi nhiều nhân vật nữa là những ngôi sao chính trị sáng giá của đảng cộng hòa và sẽ là những ứng cử viên trong vòng sơ bộ nhưng họ đã chọn vắng mặt vì họ thấy đây là cái event của donald trump chứ không phải là event để họ có thể tìm kiếm sự ủng hộ của những thành viên của những nhà hoạt động khối bảo thủ đảng cộng hòa đây không phải là cơ hội cho họ làm chuyện đó mà chỉ là một cái show up event của donald trump thành ra những vị này đã chọn trong một cái weekend cùng tuần lễ vừa qua thì tại Palm Beach ở Florida có một cái uh, uh, cuộc họp khác, uh, tuy ít người hơn chỉ có khoảng vài trăm người nhưng mà nó rất là quan trọng đó là cuộc họp của những nhà uh, tài trợ cho đảng cộng hòa, những donor, những cái nhà triệu phú, tỷ phú bỏ tiền ra bạc triệu để ủng hộ các ứng cử viên của đảng cộng hòa. thì đây là một cái cuộc họp rất là quan trọng và Ron DeSantis, Mike Pence uh, À, 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 kể cả bà Nikki Haley cũng bay từ à, à, Maryland để trở về tham dự cái à, à, cuộc họp này để vận động tài chính với những nhà bảo trợ, những nhà tài trợ của đảng Cộng hòa. Và ông Ron DeSantis đã rất thành công. Ông bài diễn văn của ông là bài diễn văn chính của ông. Này. Và cái tổ chức này gọi là Club for Growth à, là bao gồm những nhân vật đã từng ủng hộ Donald Trump năm 2016 và kể cả năm 2020 họ vẫn ủng hộ ông nhưng mà lần này nhiều nhà tài trợ lớn trong tổ chức này đã rời uh, bỏ Donald Trump và họ bắt đầu chuyển hướng ủng hộ một ứng cử viên khác có lẽ là ông Ron DeSantis và được sự ủng hộ và đồng thời trong cuối tuần này ông Ron DeSantis trong một ngày đã đến California xuất hiện hai lần ở hai cái event với những cái người đóng góp tài chính cho đảng rất quan trọng một tại Los Angeles là ngay trung tâm của phái cấp tiến À, giới cấp tiến đảng dân chủ và ngay tại Orange County à, và cả hai event ông đã rất thành công thu hút được à, cả tại Orange County có cả tới 900 người à, ghi danh tham dự và ông đã gây quỹ được gần một triệu đồng đây là những cái uh, event mặc dầu Ron DeSantis chưa chính thức uh, tranh cử tổng thống nhưng mà đó là cơ hội cho ông uh, nói được cái tiếng nói cái message của ông và cho thấy ông là một ứng cử viên đang được chú ý nhất và xin quý vị đừng rời màn hình SBTN Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại Cảm ơn quý vị đã mình của đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình điểm tin đầu tuần. Cảm ơn anh Hồ Văn Xuân gì nói qua về cái trường hợp mà ông Donald Trump thắng được cái sự ủng hộ ở tại CPAC. Nhưng mà cũng trong cái CPAC cuối tuần vừa qua, ông bác bỏ cái tin đồn mà tờ New York Times nói rằng là ông đã yêu cầu bà Sarah Huckabee Sanders, thống đốc của tiểu bang Arkansas, ủng hộ ông cho cuộc bầu cử năm 2024. Uh, tờ báo uh, New York Times ngày 4 tháng 3 nói rằng là Ông uh, Trump có yêu cầu và bị bà này từ chối và ông tỏ ra là thất vọng Sau khi bà Sanders từng là uh, thức, uh, phát ngôn viên của ông cho Đoàn Cốc từ chối Nhưng mà ông Trump bác bỏ chuyện này uh, Tờ New York Times cũng nói là bà Huckabee Sanders bảo là cho đến nay bà chưa chính thức ủng hộ ai cả Để xem như thế nào Thì ông Trump uh, bác bỏ chuyện này Ông bảo là tôi từ trước là tôi toàn là ủng hộ người ta không mà tôi chưa bao giờ xin ủng hộ ai hết. Nhưng mà chính tôi cũng ủng hộ bà Sanders ra tranh cử năm 2022 vừa rồi. Cũng không, ừ. không có lý gì đó toàn là mấy người đi xin tôi mà giờ tôi xin nữa. Ờ, à, thưa anh tại sao cái chuyện này nó lại quan trọng ông Trump ông Trump phải uh, chú ý đó, chuyện này như vậy thưa anh? Thứ nhất là bà thống đốc Sarah Huckabee Sanders là một ngôi sao chính trị đang lên của đảng Cộng hòa. À, nếu quý vị còn nhớ trong cái bài diễn văn trước lưỡng viện quốc hội của tổng thống Joe Biden à, vào tháng trước thì à, à, khi mà vị tổng thống của một đảng à, nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội à, thì giới truyền thông họ à, giống như một cái cái phong cái tập quán là họ sẽ mời một cái người của đảng đối lập à, tức là lần này là đảng cộng hòa à, để mà có những cái sự trình bày phát ngôn gọi là đáp trả lại những cái lời tuyên bố của tổng thống thì bà Sarah Sender, Huckabee Sender này đã được đảng cộng hòa chọn là tiếng nói đại diện cho đảng để trả lời những cái gì mà Joe Biden nói trong cái bài diễn văn đó thì đó là một cái điều rất là quan trọng cho bà bà là một cái tân thống đốc mới vừa đắc cử mới có một tháng trời và à, bà đã được chọn để là phát ngôn viên cho đảng Cộng Hòa trong một cái chương trình truyền hình mà trực tiếp quay cho toàn nước Mỹ thì đó là một cái vết sáng, một cái điểm rất là sáng chói cho sự nghiệp chính trị của bà và bà trở thành một ngôi sao đang lên mặc dù trước đó bà chỉ là một, trước khi trở thành thống đốc bà chỉ là một phát ngôn viên tức là người bí thư về báo chí của uh, Tòa Bà Tóc mà thôi nhưng mà bà có những cái ảnh hưởng của gia đình và đồng thời là một cũng là được xem là một cái ngôi sao rất là được sự ủng hộ và nhiều cảm tình trong giới bảo thủ của đảng ông hòa thì gia đình bà là một nhà gia đình chính trị bảo thủ à, cái à, sự việc và à, trong ngay cả trong bài diễn văn mà bà trả lời cái bài trả lời diễn văn của, của tổng thống joe biden và cũng phản ảnh lại những cái highlight của cựu tổng thống donald trump uh, trong suốt 4 năm ông làm uh, tổng thống thì cho thấy là nói về sự trung thành thì bà vẫn trung thành với uh, cựu tổng thống donald trump và uh, chưa có một cái lời tuyên bố hay một cái chỉ trích nào uh, hay một cái điều gì gọi là để phản lợi với uh, người boss cũ của mình uh, và cựu tổng thống donald trump cũng ủng hộ bà ra tranh cử thống đốc vào năm 2022 nghìn vượt qua thì giữa quan hệ của họ thì vẫn còn là một cái sự trung tính chính trị cho nhau nhưng mà tổng thống cựu tổng thống donald trump chính sách của ông thì được lòng đảng cộng hòa được lòng những người cử tri của cộng hòa bảo thủ và được những nhà bảo thủ ủng hộ nhưng mà cá tính của ông và những cái sai lầm cũng như Uh, những cái uh, đôi khi có những cái uh, bản chất tự cao tự phụ của ông đã làm thất vọng nhiều người đảng công và hầu hết những người mà hiện nay chỉ trích uh, cụ tổng thống donald trump đều là những người đã làm việc cho ông họ không phải là những người mà phản bội ông nhưng mà họ đi tới một cái frustration uh, gọi là đến cực điểm họ không chấp nhận được nữa không chịu nổi nữa và họ đã lên tiếng chỉ trích những cái sai lầm của ông cũng như những cái uh, điều mà ông nói không đúng với uh, sự thật thì bà sender này cũng vậy, bà uh, cũng có sự thất vọng và tôi nghĩ rằng mặc dù bà sẽ ủng hộ Donald Trump, nếu Donald Trump được chính thức chọn là nominee của Đảng Cộng hòa cho năm 2014 thì có lẽ bà cũng sẽ là một trong những vị thống đốc uh, vận động tích cực ủng hộ cho ông. Nhưng mà cho giờ phút này thì bà vẫn còn uh, lưỡng lự vì bà thực sự có rất nhiều người như bà Sarah Sanders này là muốn nhìn thấy có một nominee khác hơn Donald Trump. Bởi vì cho đến giờ này thì người ta nghĩ rằng đảng trong đảng Cộng Hòa họ phải đều nhìn nhận rằng Donald Trump là một liability cho đảng Cộng Hòa. Ông sẽ gây thiệt hại cho đảng. Nếu năm 2014 Donald Trump được là nominee của đảng Cộng Hòa thì chắc chắn đó là một cái sự thất bại của đảng Cộng Hòa trong năm 2014. 14 cơ hội để lấy lại lưỡng viện quốc hội nắm đa số mở rộng thêm cái ảnh hưởng đa số tại hạ viện và lấy lại quyền đa số tại thượng viện có lẽ sẽ mong manh hơn nếu Donald Trump là ứng cử viên tổng thống vì sao? Bởi vì Donald Trump sẽ là yếu tố để kích thích những cái khối cử tri những cái thành phần cử tri của mà gọi là uh, của đảng dân chủ mà họ thường không chịu đi bỏ phiếu nhưng mà nếu mà Donald Trump là ứng cử viên của tổng thống đảng cộng hòa đưa ra thì không phải những người cử tri đi khối cử tri này của đảng dân chủ đi để bỏ phiếu cho Joe Biden mà họ sẽ đi để bỏ phiếu chống Donald Trump để make sure rằng Donald Trump không phải là vị tổng thống cho năm 4 năm 2024 tới 2028 thành ra đây là một cái điều nó lo âu cho đảng cộng hòa bởi vì sự hiện diện của Donald Trump trong lá phiếu sẽ kích thích những người cử tri của đảng dân chủ đi bầu đông hơn và ai cũng biết này trên nước mỹ này hầu hết những tiểu bang cái khối cử tri của đảng dân chủ đông hơn cử tri đảng cộng hòa nếu tính theo con số thì cử tri toàn nước mỹ của đảng dân chủ đông hơn của đảng cộng hòa và nếu cái lực lượng cử tri đó đi bỏ phiếu thì sẽ là cơ hội rất xấu cho những ứng cử viên của đảng cộng hòa ở cấp địa phương ở tiểu bang và xuống cả những cái đơn vị uh, địa phận về dân biểu uh, tiểu bang, dân biểu liên bang, nghị sĩ tiểu bang hay cả những cái hội đồng thành phố cũng vậy, nó bất lợi cho đảng cộng hòa bởi vì khi cử tri dân chủ mà đi, đi bỏ phiếu một cách áp đảo như vậy, thành ra uh, người ta không muốn nhìn thấy Donald Trump ra bởi vì uh, Joe Biden không phải là một vị tổng thống thành công và chính sách của ông đã thất bại và À, một ứng cử viên khác của đảng cộng hòa có nhiều cơ hội để đánh thắng Joe Biden hơn là Donald Trump. Mặc dù cho tới ngày hôm nay thì tỷ lệ giữa hai người qua những cuộc thăm dò cho thấy cũng gần như ngang ngửa lẫn nhau. Có thăm dò thì nói Donald Trump dẫn Joe Biden, có thăm dò thì nói Joe Biden vượt qua Donald Trump. Nhưng mà có lẽ nếu tính theo cái phiếu cử tri đoàn thì Joe Biden và đảng dân chủ vẫn có lợi thế hơn và sự hiện diện của Donald Trump sẽ không có lợi cho toàn bộ đảng cộng hòa chứ không kể là ông có cơ hội để thắng ghế tổng thống hay không. Thành ra bà Huckabee Sanders, bà có lẽ cũng mong mỏi có một ứng cử viên khác và lời phát biểu của bà để ủng hộ Donald Trump sẽ ảnh hưởng tới những ứng cử viên đó. Bởi vì dù sao bà hiện giờ đang có một cái lực lượng cử tri của khối bảo thủ ủng hộ bà rất mạnh và tiếng nói của bà có thể có tầm ảnh hưởng cho những ứng cử viên khác và trong thâm tâm mặc dầu không chống trăm nhưng mà có lẽ bà muốn nhìn thấy một người nominee khác như là Ron DeSantis thắng cái nomination của đảng cộng hòa và bây giờ đó người ta muốn là có ông Ron DeSantis đó là những người muốn đẩy ông Trump ra nhưng mà tôi thấy đó, ngay cả bà Sanders đáng lý bà phải ủng hộ ông Trump ngay bởi bà đã từng được ông Trump ủng hộ bà mà phải thắng cử thống đốc từ bang Cao Sò rồi ông từng chọn bà vô làm phát ngôn viên tại bạch ốc bà nổi đình nổi đám như vậy nhưng mà bây giờ bà lại lưỡng lự mà ông Trump bác bỏ cái chuyện đã luôn ờ, nhưng mà tôi thấy có nhiều người lưỡng lự thậm chí có những người chống luôn chẳng hạn như là mới đây ông thống đốc Chris Sununu của tiểu bang New Hampshire bảo là ông Trump không có cửa để mà thắng cái đề cử đảng cộng hòa. Nhưng ngược lại, tôi cũng thấy một số người ủng hộ ông Trump. Ví dụ như là thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của Alabama, người được ông Trump ủng hộ ra tranh cử thắng cái chức thượng nghị sĩ đấy. Hay là ông J D Van của Ohio cũng được ông Trump ủng hộ trong năm 2022 cũng ủng hộ ông. Thì dường như ông Trump không bị mất hẳn, nhưng mà những người trước đây ủng hộ ông Trump á, thì giờ họ lưỡng lực họ đang đợi ông Ron này xem thế nhưng mà ông Trump lại có được những người mới như ông Tom và ông Vance anh, anh nghĩ sao về cái chuyện này có như là dạ vâng. anh thì nghĩ đó, sao Trump vẫn còn là gọi là the most influential của tức là người ảnh hưởng người nhất chính trị ảnh hưởng nhất yeah. của đảng cộng hòa thì hiện giờ cái nếu mà so sánh giữa những cái người mà có khả năng để được chọn làm ứng viên tổng thống thì Trump vẫn, vẫn dẫn đầu bởi vì có quá nhiều ứng cử viên nhưng mà nếu chỉ chọn ra được một người để làm đối thủ cho Trâm trong vòng sơ bộ, tôi nghĩ người đó có nhiều hy vọng để đánh thắng Trâm. Bởi vì những người đã làm việc với Trâm rồi, họ biết rõ Trâm hơn ai hết. Ngay cả bà Huckabee Sender bà Sarah Huckabee Sanders này, mặc dù làm phát ngôn viên cho Trâm, nhưng mà trong chỉ hai năm đầu, và sau đó bà tự chức thì có nhiều người nói rằng bà tự chức để trở về tiểu bang để chuẩn bị cho tranh cử cái ghế thống đốc À, nhưng mà có lẽ là trong thời gian làm việc bà cũng nhìn thấy ra được à, à, đây là một cái vị tổng thống mặc dù họ ủng hộ chính sách có lẽ bà ủng hộ chính sách cái policy của à, tổng thống donald trump nhiều hơn là ủng hộ cá nhân của ông thành ra có nhiều người sẽ à, muốn một người khác có thể tiếp tục chính sách của donald trump nhưng có một cái cá tính khác hơn vâng đó là những gì chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình điểm tin đầu tuần ngày hôm nay cảm ơn anh Hoàng Văn Xuân Di rất nhiều cảm ơn quý giả theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau xin cảm ơn quý vị